Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Như mấy clip trước tôi có chia sẻ với các anh em là dạo gần đây thì có khá nhiều anh em mới xem kênh. Đấy, có các anh em mới chơi. Chính vì thế là những cái nội dung nó sẽ đan xen nhau. Có những cái nội dung là dành cho những các anh em cũ. Đó là những cái nội dung mà chơi các cái đội hình khó, phải chuyển bài nhiều. Thường những cái nội dung như thế thì các anh em cũ rất thích xem. Đấy. Thứ nhất là nó chuyển bài hay, linh hoạt. Thứ hai là nó có những cái tình huống mà rất là khó khăn, mà làm nào để có thể vượt qua là những cái tình huống đấy. Thì đối với các anh em cũ ấy, anh em xem thì anh em thấy những cái tình huống khó, anh em tình huống này khó thật, khó thật sự, không biết là ông ấy sẽ làm nào đấy, ông ấy có thể vượt qua cái tình huống này đây. Thì phải hiểu được game thì mới có thể hiểu được là nó khó đến cái mức độ như nào. Đấy, thì sau khi mà xem một cái quá trình vượt khó, một cái hành trình vươn lên để được top 1 từ cái sự khó khăn thử thách ở trong trận đấu và cái ý chí vươn lên để được top 1, cái kết thúc nó thực sự là mãn nhãn. Đấy, thì anh em vỡ hòa, anh em cực kỳ là thích thú. Thì những cái nội dung đấy thì lại chỉ có các anh em chơi lâu rồi anh em mới biết được thôi. Còn các anh em mới chơi thì anh em khó có thể hiểu được là cái trận đấy, đấu đấy nó thực sự nó hay. Đấy, thường thì các anh em mới anh em sẽ quan tâm nhiều đến cái việc là chơi cái đội hình gì nó dễ chơi, nó dễ trúng thưởng hơn, nó khỏe, dễ trúng thưởng, dễ chơi. Đấy, thì các anh em rất là thích xem mấy cái clip đấy. Thì tôi đã chia sẻ rồi là tôi sẽ làm song song. Chính vì thế là ngày hôm nay tôi sẽ chơi một cái line up mà có thể nói là rất là dễ chơi. Đấy, và khỏe nha anh em nhá. Cực kỳ khỏe luôn, thậm chí là có thể cân được với cả cái meta, gọi là vua meta ở thời điểm hiện tại. Đó chính là cái bộ Witcher đấy anh em. Đấy, nó có thể cân được nha anh em nhá. Cân được ngon luôn. Đấy, nhưng mà cái đội hình này thì nó lại có cái là nó khá là phụ thuộc vào cái bộ truyền thuyết. Đấy, thì tôi cũng xin chia sẻ luôn các anh em để anh em biết được luôn. Khi mà làm cái nội dung cho các anh em mới chơi ấy, thì tôi không có giấu giếm các cái đội hình gì ở đầu game đâu. Đấy, mà tôi sẽ chia sẻ luôn nha anh em nhá. Khác với các cái nội dung dành cho các anh em chơi lâu rồi là tôi thường là tôi kệ cho anh em đoán. Đấy, bởi vì anh em biết chơi rồi mà, nên anh em đoán rất là dễ. Và các anh em mà chưa biết chơi thì đoán nó khó lắm. Nên là tôi cũng xin chia sẻ luôn là trong cái trận đấu này tôi sẽ chơi cái bộ Goblin anh em nhá. Một trong những cái line up mà phải nói là huyền thoại luôn. Cái line up mà nó đi từ cái thủa sơ khai của con game này. Line up từ thủa Hồng Hoang. Đấy. Trong cái trận đấu này tôi sẽ giới thiệu về cái bộ này, cái mạnh yếu nó như nào và lúc nào lên chơi. Cái bộ này thực sự nó là một cái bộ mạnh. Tuy nhiên là nó khá là phụ thuộc vào cái bộ truyền thuyết. Nếu mà cái bộ truyền thuyết nó không ngon ấy thì cái bộ này nó vẫn chơi được nhưng mà nó khó hơn một chút. Bởi vì hiện tại ấy, là sau update thì nó có thêm mấy con canon, nó đã giảm cái mức tiền nó xuống còn 4 tiền, nó dễ chơi hơn ngày trước. Đấy, nhưng mà về cái sức mạnh của nó ấy, thì nó cần phải có là con bom và con máy bay thì đánh nó mới mắc binh được anh em nhá. Thì trong cái trận đấu này ấy, nó vừa hay là nó có cả hai con đấy. Thế là tôi mới chọn chơi Goblin. Trong trường hợp ấy, mà cái tướng truyền thuyết ấy nó có cả con Dark Spirit và con mèo 5 đô nữa thì cái bộ này thực sự là anh em nên chơi nha anh em nhá. Cực kỳ mạnh luôn. Đấy, và trận này thì có cả Dark Spirit luôn. Có tận 3 con ở trong cái bộ này. Dark Spirit, bom và máy bay. Nên là nó rất là tuyệt vời để chúng ta có thể chơi được cái bộ này. Đây là một trong cái lineup mạnh ở giai đoạn đầu game anh em nhá. Khi mà chúng ta có chiến thắng chúng ta sẽ được cái free roll. Đấy, và nó sẽ form được 2 sao sớm trước những cái đội hình của đối thủ. Đây là một cái lợi thế cực kỳ lớn khi mà chúng ta gia tăng cái khoảng cách về sức mạnh đội hình, cái số lượng những cái con 2 sao so với đối thủ là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta có free roll, chúng ta không mất tiền và chúng ta sẽ có lợi thế về tiền so với đối thủ. Đấy. Và nó dễ khỏe thì nó dễ chiến thắng, và khi mà thắng thì có free roll. Và có free roll chúng ta roll ra được tướng. Một cái vòng tròn công nghiệp khép kín. Rất là giống với cái ý nghĩa cái bộ này là một cái bộ mà máy móc. Đấy. Ngoài ra khi mà chúng ta có 3 Goblin thì chúng ta sẽ được bắp thêm một cái giáp có khả năng hồi máu. Cái giáp này rất khỏe giai đoạn đầu game. Ra này thua là không? Chắc là không nhỉ? Chắc là không nhỉ? Ui! 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 Ơ nhưng mà thế thì hòa. Thế thì hòa. Hai con này chắc không giết được con Unicorn đâu. Unicorn nhìn thế thôi nhưng mà khỏe lắm. Đấy, nó hồi máu đầy này. Thế là lao này hòa. Gặp thằng này nó cũng khỏe anh em ạ. Nó cũng khá là khỏe. Nó không có công nghệ make lao này. Mà chúng ta chưa mất máu. Chỉ là không có chuối thôi. Mất chuối rồi.
Hai con này đánh đến Tết. Hai con đều có khả năng hồi máu. Mà cái con Agali nó còn được bắp giáp nữa thì chịu à? Berserker à? Thực ra tôi vẫn muốn để như này hơn. Nó có 3 mech anh em ạ. Để này vẫn mạnh. Cái con zipper ấy, cái lượng máu của nó là 800 máu. Giáp của nó rất to, giáp của nó là 6 giáp cơ. Mà cái giai đoạn đầu game này con này cực kỳ khỏe. Thậm chí là còn hơn berserker. Ok. Sau này gặp thằng năng eco. Ngon à. Luôn đó. Ra cả Storm Shaman sớm này. Nhưng mà thôi trận này không chơi những cái bộ khác nữa anh em nhá. Chủ yếu là chơi Goblin thôi. Tôi muốn là để giới thiệu cho các anh em cái bộ mạnh ấy. Cái bộ dễ chơi và mạnh ấy. Chứ còn tôi cũng không muốn là chơi những cái bộ khác. Trận này sẽ chơi Goblin. Và tôi sẽ chia sẻ hết những cái gì về Goblin cho anh em. Cái bộ Goblin này giai đoạn đầu nó rất khỏe. Đến cái giai đoạn giữa game ấy thì nó sẽ yếu hơn một chút. Nó sẽ sợ beat và sợ mết nha anh em nhá. Thì thường thì nếu mà anh em đánh ở level 8 ấy mà có nhà chơi mết ấy thì anh em hãy kẹp cá vào. Anh em chơi cá. Đấy, còn không có nhà chơi mết thì anh em có thể là chơi Warlock. Bộ này thì hợp nhất là bộ Warlock rồi. Hoặc là anh em có thể kẹp God nhá. Hai cái layup đấy thì anh em tùy chọn. Bây giờ thì God cũng rất ngon đấy. Không chỉ là có Warlock đâu mà God cũng ngon luôn. Đấy mà khi mà anh em lấy được cái dấu ấn thần thánh ấy là anh em sẽ vừa có Warlock vừa có God. Đánh ở level 10. 4 Warlock kết hợp với 4 God nhá. Có thể là chơi đánh tay. Đánh tay thì đánh đồ Kira. Lấy đồ Kira xong rồi cho một là Kalong, hai là máy bay chơi. Đấy. Hoặc là bất cứ con nào mà anh em có thể cho vào làm co. Ví dụ như là Secret Lancer chẳng hạn. Cũng có thể kẹp được bộ này. Rồi đằng này tôi sẽ kiếm cái quyển sách. Chỉ kiếm sách thôi anh em nhé, không tham về công nghệ đâu. Công nghệ không ăn được. Cho 3 Goblin Mech vào là toang quái đấy. Không ăn được đâu. Tham một quyển thôi, một quyển sách thôi. Chứ còn nếu mà tham cả tinh hoa công nghệ Mech lẫn sách thì chắc chắn là toang quái rồi, toàn một sao. Đánh cẩn thận thôi. Rao này chắc chắn có quyển sách để up lên level 7 sớm. Bộ này thì tốt nhất là lên level 7 sớm anh em ạ. Ui cây này, cây lên 2 sao à. Thôi cho thì chơi thôi. Chứ thực ra con này thì cũng ít khi mà mua. Có giáp xoay này. Ok. Cho thì chơi thôi nhá anh em nhá. Cho thì chơi thôi. Đấy, có giáp xoay cho cây rất trâu. Hết tiền luôn. Để như này đi. Có sách để có thể up lên 8 sớm. Bọn Goblin bây giờ nó yếu rồi. Tôi để ngoài nhá anh em nhá. Tạm thời như thế đã. Bây giờ lên 2 sao lại cho vào. Cho tầm này mà cho vào là không đánh được chuỗi thắng đó. Cố gắng có cái chuỗi cái đã. Sau đó gặp cái thằng Lucy kia cắt chuỗi của nó là ngon. Sách này thì cắn luôn thôi anh em ạ. Chứ còn không giữ để làm gì cả. Cắn để chúng ta có thể là lên level 8 sớm. Lên level 8 thì cái cơ hội ra 5 đô nó sẽ có. Lúc đấy chúng ta sẽ có cơ hội ra được con bom hoặc con máy bay. Thì chúng ta sẽ có là 6 Goblin 6 Mech. Đánh ở level 8 là đủ rồi anh em nhá. Đấy. Mà lên 9 thì càng tốt. Chúng ta nếu mà ra được cả máy bay cả bom thì chúng ta sẽ có là hàng Ryu. Chơi hàng Ryu. Còn nếu mà không ra máy bay với bom ấy thì chúng ta sẽ chơi hàng Fake. Fake thì tốt nhất là lên 9 chơi. Ok hơn. Bởi vì quan trọng là nếu mà ra đủ bộ chúng ta cần phải thắng nữa cơ. Chứ còn nếu mà ra đủ bộ mà không thắng ấy thì cũng không có xi nhê gì cả. Ra rồi không thắng rồi thua thì cũng là toang thôi. Bắt buộc phải thắng. Rồi, bây giờ tôi ưu tiên sách hơn anh em ạ.
cố gắng làm nào đẩy lên 9 sớm. 8 hoặc 9. Thường thì sẽ là ở 9 thì mới roll. Đấy, ở 9 thì mới xài hết tiền để roll. Level 9 là khoảng round 21 ấy, bắt đầu từ round 21 trở đi. Thì lúc đấy là chúng ta nếu mà đủ bộ thì chúng ta có thể là sẽ là ok. Còn không đủ bộ thì nó sẽ khó khăn hơn một chút. Cái bộ Goblin này này thì ở cái giai đoạn này nó vẫn đang rất là khỏe. Mặc dù bây giờ tôi đang không phải là chơi Goblin nhưng mà nó có con ở trong cái bộ này là con mèo ấy. Khi mà ra được hai con mèo thì nó rất là ok. Đánh nó rất dễ để có thể đánh được chuỗi. Ngoài ra anh em có thể tận dụng một vài cái con lên 2 sao. Ví dụ như trận này là tôi tận dụng được con cây này. Lấy được cái giáp xoay cho nó này, cực kỳ khỏe luôn. Tao này không có sắc này. Heaven Bomber lên được 2 sao. Ok, để như này sẽ có 3 mét. Thôi, bỏ đi. Tôi sẽ cố gắng để cái đội hình mạnh nhất có thể thôi. Để làm nào để giữ cái chuỗi thôi anh em ạ. Round sau áp cấp lên cho 3 mét vào. Round 16 ấy, chứ còn 15 thì round quái thì không. Round 16 thì hy vọng là sẽ có được con Zipper lên 2 sao. Skybreaker lên 2 sao thì càng tốt. Round sau thì chắc chắn là tôi sẽ đẩy lên 8 đó. Round 16 ấy, còn round 15 thì gặp round quái thôi. Ui, ra già luôn này. Hay quá nhở. Được. Thế này thì ngon rồi đã. Tôi chỉ cần có 3 mét thôi nên là tôi cũng sẽ không có nó lấy cái con Thunder nữa anh em ạ. Đủ rồi. 3 mét là có cả Human ở trong rồi. Đấy, như này là vừa có mét này, vừa có công nghệ mech. vừa có 3 Human nữa, có sách, có tinh hoa. Khá là khỏe. Bây giờ chỉ đợi thằng Lucy sang là cắt chuỗi thôi. Tí nữa tôi sẽ up lên level chúng ta sẽ up lên level 8 và chúng ta sẽ có 3 Goblin nữa. Rất khỏe. Mấy cái con Druid tôi cứ để đấy anh em ạ. Biết đâu thì nó lại lên được 3 sao và nó gánh cho tôi. Mấy con này nó lên 3 sao cũng sẽ không mà. Bán đi lỗ 1 tiền thôi anh em ạ. Con Unicorn thì còn không lỗ. Nhưng mà cái con cây ấy, thì chúng ta cũng chỉ lỗ 1 tiền thôi. Mua vào 6 tiền, bán ra mất 5 tiền thôi. Ok. Vậy là chúng ta lên được con Zipper lên được 2 sao rồi. Con này gánh luôn. Đồ thì tôi nghĩ là sẽ không lấy dấu ấn thần thánh đâu. Ưu tiên cho cái ban ơn trước. Chén thánh trước anh em ạ. Chén thánh có khả năng hồi máu. Đầu game khá khỏe. Và nó khá là phù hợp với cái bộ này. Ui dùi ui, giờ máy bay rồi này. Từ từ nha, nhưng mà mech thì nó lại phải có wizard. Đây, mech wizard vào. 6 goblin, 6 mech thì phải có bom cơ. Còn như này là chỉ đánh được 6 mech thôi. 6 mech không có bom. Phải ra được wizard. Ra được wizard rồi cho máy bay vào. Ok. Gặp thằng này thua không? Gặp cá rồi này. Khả năng thua là cao. Khó anh em ạ. Khó à. Ui, mất chuối cho thằng Eco ạ. Dã man. Thằng chơi Sin. Thằng boss là chơi Sin. Không biết có vẻ là Sin Witcher không nhỉ? Bộ ấy đang khá là hot đấy. Cái bộ Assassin Witcher chuyển level 10 đang top 1 TS bây giờ đấy. Không biết là trận này có thằng đấy nó có chơi không. Thường là bây giờ chơi Assassin là người ta chơi cái bộ đấy thôi. Ít khi người ta chơi bộ Kira lắm. Bây giờ toàn đánh là 6 Assassin kẹp với cả 4 Witcher đánh ở level 10. Tạm thời như này đi. Bây giờ tôi chưa lên được 9 anh em ạ. Để máy bay này khỏe hơn. Thực ra là cũng chả khỏe hơn đâu. Cái con này đam bé mà. Nó phải kết hợp với cái bộ gì nó mới khỏe cơ. Còn nó phải có đồ cơ. Nếu không có đồ thì bắn nó cũng yếu đó. Ok.
Có chiến thắng mà không ăn thua này. Vẫn bị đẩy cho. Sợ thật. Bắt đầu thua rồi đấy. Bắt đầu tầm này yếu rồi. Đủ tiền lên 9 rồi này. Lên luôn. Hết tiền lên 9 luôn. Chưa gặp thằng Lucy anh em ạ. Có một cơ hội ở đấy cắt chuỗi của nó. Cắt chuỗi là chúng ta ở level 9 chúng ta có tiền cho nó roll luôn. Ngoài ra có một cái công nghệ make free. Chưa gặp nó nha. Đang 18 cho gặp đi. Cho gặp sớm thì còn dễ cắt chuỗi. Chứ còn cho gặp muộn nó có tiền nó roll nó không cắt được chuỗi đâu. Gặp đi, gặp đi, gặp đi. Lucy, Lucy. Úi dồi ôi, gặp nó rau cuối ạ. Thề. À, chơi gì đấy? Glacier. Chết rồi, tao này lại thua. Rồi bọn này form được bài sớm rồi đấy. 6 Glacier rồi. 6 Glacier PA. Cái bộ này không biết là có phải là anh em Đặng Minh Trung chơi không nhỉ? Fan cứng ở trên kênh tôi đam mê cái bộ này lắm. Không biết, chắc là không phải. Tên này kia PMT. Nhưng mà không phải là Đặng Minh Trung. Kia kia chắc là Phạm Minh Trung thôi. Nhưng còn không thể là Đặng Minh Trung được. Round này gặp thằng Lucy nhá. Làm nào để ăn được nó đây. Có khó không? Có khó không? Có khó không? Gặp rồi, gặp rồi, gặp rồi. Khỏe đấy nhở. Già quét. Được không? Được không? Được không? Vẫn còn 2 sao, vẫn còn 2 sao. Được. Được. Tên nửa bắn ra rồi. Hay quá. Hay quá. 1 đánh 3. Ừ bạn ơi. Mình xin nhá. Mình xin nhá. Ok. Gỡ lại được một chút tiền. Đủ rồi này. Đủ bộ rồi. Nhưng mà lốt ra này. Ra này tôi sẽ lấy quyển sách cái đá xong rồi lốt ra này chúng ta bán đi. Mà đao này có ăn được quái không nhỉ? Trông có giống ăn được quái không nhỉ? Ở đây là chúng ta có một cái giáp nữa. Tôi nghĩ là sẽ ăn được đó. Lốt đao này rồi chúng ta sẽ bán mấy con bách đi. Con human đi. Ok. Rồi. Có sách luôn. Có cái tinh hoa make, à có công nghệ. Lao sau mà thằng lại có cái tinh hoa đấy. Đủ bộ này. Thực ra là mới đủ bộ ở đây là đủ bộ make thôi. Còn bộ Goblin thì đang thiếu con Velomancer chưa ra. Cá lông cũng chưa ra nhỉ. Hơi đen. Thôi có lẽ tôi sẽ roll hết tiền thôi anh em ạ. Ơ Skelenser thôi nhá. Đen thật. Đùa thề. Dã man hai con Skelenser này. Mà con đấy tôi đâu có cần đâu. Làm gì có slot mà cho vào đâu. Ui rồi ôi. Ui rồi ôi. Con này được. Con này được. Con này có bộ gót. Ok. Roll hết tiền không ra cái gì anh em ạ. Cay nhỉ. Bài này không biết có ăn được không. Trứng này. Long lại. Skelenser 3 sao rồi đấy. Skelenser 3 sao rồi đấy. Thề. Chuyện này thực ra là có lý do. Tôi không muốn chơi con Lancer anh em ạ. Có lý do tí nữa tôi sẽ giải thích. Tôi muốn chơi cái đội hình mạnh nhất cho anh em xem. Thực ra lúc đầu cũng không có ý định chơi Lancer trận đấu này anh em ạ. Tôi là tôi muốn chơi cái bộ Goblin này ở trong cái hình thái mạnh nhất cho anh em xem. Đấy. Để cho anh em thấy là cái bộ này nó rất mạnh. Thậm chí là nó có thể đấm được cái bộ Witcher Assassin. Nó có thể đấm được cái bộ Lâm Rồng Assassin như con luôn. Đó. Đấm được đấy, không phải không đâu.
Mà cái vấn đề ấy là nó phải là cái hình thái mạnh nhất của nó. Đấy, để chơi được cái hình thái mạnh nhất của nó thì nó sẽ không có con Lancer ở trong đội hình anh em nhá. Và chúng ta sẽ chơi con nó con máy bay cơ. Ok. Rồi, có tinh hoa mic đầu tiên rồi, luôn rồi. Ui rồi ôi, ra bom này. Ra bom thì bỏ mấy cái con Wizard đi. Lancer 3 sao thật anh em ạ. Dã man. Lancer 3 sao thật rồi đấy. Không đùa đâu, thật đấy. Chưa đủ 6 Goblin. Đây chỉ là 6 mech thôi. Quên mất, quên mất. Né ra cái đao này chưa bán vội. Nhưng mà nếu mà không bán thì cũng không đủ tiền mua con bom. Ừ, thì vẫn phải bán thôi. Rồi, đao này thắng là được rồi. Ok, đấy, bắt đầu những cái đao thắng này ra bom, ra máy bay là ngon rồi này. Đánh cứ thắng được là ngon rồi. Lại có tinh hoa mech để roll. Mà cái đao này ấy, thì chúng ta lại không có tiền để mua. Nếu mà có roll ra thì cũng chịu, chả có tiền mua luôn. Roll phát nữa này. Giờ ra con máy bay mới ngon được. Ra máy bay đập trứng máy bay luôn. Nhưng mà bây giờ không ra máy bay thì đành phải bán đi để mua thôi. Nhưng mà có điều là không đủ tiền mua. Sida thật. Lóc lại vậy. Hy vọng là sẽ thắng tiếp. Con Zipper đang gánh tôi phết đấy anh em ạ. Được không? Ăn được rồi. Giờ đổi tôi nghĩ là sẽ đổi đồ tím thôi. Có điều là phải ra được con Velom thì mới chơi được. Ok. Mua bom 2 nữa này. Thôi tạm thời thế này đã thôi. Dùng đồ cho bom. 6 Goblin, 6 mech thì chưa có Goblin, chỉ có mech thôi. Chúng ta có thể thua. Mà hy vọng là sẽ thắng. Ít nhất là cho đến khi con máy bay nó lên được 2 sao cái đã anh em ạ. Máy bay phải lên 2 sao mới yên tâm được. Ra con Velomancer đủ bộ cái đã, hay là Kalong đủ bộ. Lên level 9 rồi mà mấy cái con đấy nó không ra nhỉ, hơi đen nhỉ anh em nhỉ. Gặp phần Creator khả năng thua. Bom là được ra rồi, chưa chắc thua. Ui, lổ rất đau luôn anh em ạ. Bom lổ đau thật sự. Ok, đặt thêm quả lửa này. Rồi. Vẫn ăn được, hay quá nhỉ. Tinh hoa mech có nhưng mà không có tiền mua. Ok. Lại đến round quái rồi, chúng ta sẽ nghỉ được một round trước khi chúng ta roll đủ cái bộ Goblin Back và cố gắng là roll ra là con máy bay 3 sao. À 2 sao, sorry anh em. 3 sao chưa mơ tới nhưng mà 2 sao thì phải mơ tới rồi. Bây giờ là có 2 tinh hoa mà chẳng nhẽ lại không roll ra được thêm một con máy bay nữa à? Đúng không? Chỉ cần ra một con máy bay nữa thôi là đập trứng luôn. Máy bay sau đó chúng ta sẽ dồn đồ cho máy bay. Tôi sẽ đổi dần những cái món đồ sang đồ đánh tay. Còn cái bọn Goblin thì hy vọng là sẽ tự ra được cái con Velomancer hoặc là tự ra được cái con Kalong. Một trong hai con là đều được. Trên này có Witcher. Assassin Witcher là có nhá anh em nhá. Đủ bộ rồi, lên 10 rồi. Đánh lên được 10 còn 27 máu, không biết có sống nữa nổi không. Mà thằng này nó đánh cái bộ đấy thì nó cũng khá là khỏe đấy. Tầm này gặp nó là mất chuỗi. Rồi. Sử dụng tinh hoa nào. Máy bay nhá. Tôi cần con máy bay được rồi. Hay lắm. Hai con khan luôn. Ok. Rồi giờ lấy đồ cho máy bay. Cầm đánh nhá. Đánh với xin anh em ạ, lấy cầm đánh. Còn những cái món đồ còn lại tôi sẽ đổi cái đồ tím.
đột tím thì hướng đến là cái MKB và Kira đâu. Ok, để xem nào. Nếu mà đổi chắc phải đổi hết đấy nhỉ. Đúng rồi. Cái này không đủ đồ rồi. Nếu mà muốn đổi đồ tím là phải đổi cả Blink, đổi cả tinh thể mana. Liều ăn nhiều. Đổi luôn. Ui, chán thế, random quá. Ui giời. Dã man. Không ổn rồi. Lấy đồ cho máy bay mà lại như này chết. Tí nữa phải vứt đi thôi. Máy bay 2 sao chắc chắn là máy bay làm co rồi anh em ạ. Chỉ là xem là nó ở trong cái bộ nào đó. Có đánh Goblin không hay là chuyển sang Beat, hay là chuyển sang Assassin kẹp máy bay, thậm chí là Hunter kẹp máy bay. Đánh cái level 10 là ok luôn. Máy bay 2 sao rồi mà. Đây là anh em nhìn này. Thấy không? Anh em thấy không? Đấy cái bộ Sin Witcher đấy. Sin Witcher đấy. Mặc dù chưa có cáo nhưng mà tôi thấy là đấy, máy bay ở trong cái bộ Goblin Mech nhưng mà lên được 2 sao bắn được là như con luôn. Ăn được là rất là dễ. Kiếm đủ Goblin này. Đó. Thế là ngon rồi đấy. Bây giờ lên 10 anh em nhá. Đủ bộ rồi. Tướng co 2 sao đủ bộ. Thiếu mỗi đồ thôi. Đồ thì chắc là phải đợi một cái thao quái nữa. Chứ còn bây giờ mà có thằng nó chết đi thì cũng chưa đủ đồ để đổi anh em ạ. Mấy cái đồ bây giờ trên người con này đang khá là ngon. Thế là tôi có chuỗi và cái thằng Assassin nó không cắt được. Cái thằng boss là nó cũng sắp đi rồi, nó còn 20 máu. Cái thằng đấy late game nó cũng khá là nguy hiểm đấy. Kể ra mà nó chuyển sang cái bộ Sin Witcher mà nó lên được level 10 thì nó cũng là căng rồi. Còn cái bộ Glitter này thì không đủ tuổi. Quả bom nó đặt ra phát nổ là banh xác luôn. Dọn toàn bộ bàn cờ luôn này, khỏe không? Counter mà. Bộ này counter và Glitter. Glitter đánh đam tay mà cái bộ này giáp khỏe thì con đánh nó có vào máu đó mà. Tôi có 3 cái tinh hoa mất rồi đấy, nhưng mà tôi sẽ giữ lại. Bao giờ lên 10 rồi dùng. Lên 10 chúng ta sẽ dùng để chúng ta roll cái con máy bay 3 sao anh em nhé. Tầm này thì tích tiền rồi đã. Round 28 rồi. 2 round nữa là chúng ta sẽ có đồ tím. Và nếu mà nó là một cái găng tay Kira ấy, thì tôi sẽ hiến tế con Khan luôn. Một cái con 5 đô 2 sao luôn cho con máy bay. Chính ra chơi con máy bay rất hay ở cái chỗ là nó có hiến tế 5 đô được. 5 đô 2 sao đam rất to nha anh em nhé. Máu to đam to luôn. Rồi gặp thằng God. God du xoay anh em ạ. God du xoay thôi. Rau này cho nó ăn thôi. Chứ còn tầm này thì tôi chịu rồi. Chưa ăn được. Bao giờ máy bay có Kira thì mới tính chuyện ăn. Còn thằng này thì chắc là mỗi rau lọt một con. Lọt con du thôi. Tôi nghĩ thế. Mỗi rau chỉ lọt một con là cùng. Ok. Máy bay bắn tiếp. Rồi. Đấy. Lọt 2 con à. Thì cũng được. Đồ của nó cũng thế giới mà. Đồ một con à. Quả bom vẫn đặt được quả bom. Quá tốt. Bây giờ chúng ta mất chuỗi cho thằng con đỏ. Thế là ok rồi đấy. Tôi muốn mất chuỗi cho thằng này. Bởi vì thằng này nó yếu hơn anh em ạ. Tốt nhất là đừng có mất chuỗi cho mấy cái thằng kiểu 6 Glacier. Với cả mấy cái thằng kiểu Assassin Witcher kìa. Gặp mấy cái thằng đấy cái sức lật kèo rất mạnh. Nó có thể lật kèo được. Nên là rất là nguy hiểm nếu mà nó có tiền. Tốt nhất là làm nào để bọn này nó bay màu sớm anh em ạ. Nhìn mấy cái thằng Glacier với mấy cái thằng Witcher ấy là phải cho nó bay màu sớm. Như cái thằng này nó vẫn còn 20 máu là vẫn nhiều ấy nhá. Bởi vì nó form được đủ bộ rồi mà. Nên là với 20 máu đấy thì nó lại là nhiều. Nó vẫn rất là khỏe. Tôi bây giờ thì chơi tiết kiệm tiền lên 10 đó. Kẹp thêm con Khan vào. Tí nữa ấy, đánh ở round 30 là chúng ta có cái đồ Kira, chúng ta sẽ hiến tế được 2 con Khan. Đấy, kéo 2 này.
Thua, ua nó đẩy đau luôn anh em ạ. Witcher đấm đau thật sự. Hay lắm, chết cứ vứt đồ ra đây. Đủ đồ tím cái đổi luôn. Ra 30 tôi sợ vẫn chưa thể lên được level 10. Chắc phải ra 31, 32, 33 tầm đấy. Tôi nghĩ là cũng chỉ ra đến cùng lắm là ra 34 thôi. Chứ còn nếu mà lên muộn quá thì thua đấy. Phải có đồ Kira nữa. Điều kiện là phải có đồ Kira. Sau khi mà có đồ Kira chúng ta sẽ hiến tế hai con Khan. Khan lên 2 sao hiến tế cho máy bay là ngon luôn. Đam rất to, máu trâu. Còn tinh hoa nhưng mà không giảm rôn anh em ạ. Rôn không có tiền mua ấy. Cứ để lên 10 thôi. Tích dần tài sản. Thực ra 5 đồ 2 sao là nó đủ gánh rồi. Chỉ là có đồ hay không thôi anh em ạ. Đồ giờ đang hơi phèn. Đang cầm một cái chém lan ở trên người con máy bay. Trong khi là con máy bay không sử dụng được cái chém lan này đâu. Chém lan thì vẫn cộng thêm một chút tấn công. Nhưng mà cái khả năng lan ra ấy là không có. Máy bay nó không thể làm mà nó đánh lan được. Nó chỉ có bắn tia ra thôi. Bắn ra nhiều tia thôi. Đấy là skill mặc định của nó rồi. Ok. Thôi, ta đầm tiếp. Giáp trừ tà. Được, món này được đấy. Bây giờ đổi tiếp. Đổi ra bằng được thì thôi anh em nhé. Hôm nay phải đổi ra bằng được rồi. Từ đấy để xem nào. Có khi giữ lại cái xích nhỉ. Vứt bố cái gương đi. Đổi cái dấu ấn Kira anh em ạ. Cần á. Rồi, đây. Ok. Hay như này. Được không? Chả cần blink đâu, vứt luôn. À, random nó. Ui giời, vẫn chưa ra anh em ạ. Thôi vậy như ý cũng được, tăng tí tốc. Tăng tốc đánh. Clear cho nhanh, giữ được máu anh em ạ. Thì cũng tốt. Cái round tiếp theo chắc chắn lấy được đồ Kira rồi. Đó là cái món đồ cuối cùng ở trong cửa hàng rồi. Kiểu gì cũng sẽ lấy thôi. Tức là 35 mà chắc chắn tôi sẽ được có đồ Kira ở đây anh em ạ. Hoặc là bây giờ có người ra đi thì tôi sẽ rèn đồ tím. Predator vô tư. Kẹp được cái con Squire kìa, trừ giáp được. Nhưng mà máy bay bắn cháy lắm. Máy bay bắn cháy lắm bạn ơi. Vẫn có tinh hoa luôn. Ok. Từng này cái tinh hoa thì khả năng là cái con Khan với con máy bay lên được 3 sao ấy. Ok. Ra 32 à. 32 lên 10. Thực ra chả cần. Ra 33 lên 10 cũng được anh em ạ. Ra này lên 10 nó hơi bị lẻ. Ra sao? Hay là 35 lên 10 nhỉ? Thực ra cái bộ này đánh ở 9 nó được rồi. Có máy bay 2 sao, bom 2 sao là gánh được rồi. Bây giờ tôi còn dồn đồ cho máy bay nữa cơ mà. Gót đỏ sắp đi rồi kìa. Sin Witcher, Gladiator và 6 Glacier. Ui ôi, 6 Glacier khỏe đấy. 4 con 3 sao ạ. Trong đó con Light Blade Light với cả con Shadow Blade là lên được. Shadow Killer chứ không phải Blade. Sorry anh em. Shadow Killer là lên được tới tận là 3 sao rồi. Hai con 3 sao luôn. Còn mấy cái thằng thằng này trên Sama này thì chắc là không sợ. Thằng này có đỏ chứ, không phải Sama đâu. Thế thì vẫn thua anh em ạ. Gặp thằng này tôi thua thôi. Xoay liên tục luôn. Cố gắng giết thêm con nữa. Được không? Giết thêm con nữa chỉ để lọt một con thôi. Nói con du thôi bạn ơi. Ok ok ok. Đập lốt con này. Đúng rồi. Đúng rồi. Hay quá. Lọt một con thôi bạn ơi. Thế là ok rồi đấy. Khỏe thật sự. Con đỏ vẫn là một thể lực. Và là một cái line up rất là phù hợp với các anh em mới chơi nhá. Đấy con đỏ đấy. Đây rồi. Lên 10 luôn. Ra là con súng kẹp thêm có lùn nữa. Cốt cũng chỉ để là clear cho nhanh thôi anh em ạ.
clear cho nhanh giữ được máu. Tôi còn 63 máu cơ, thoải mái. Mà trận này khả năng kéo lết đấy, khả năng là kéo đến lết game. Bởi vì làm sao? Bởi vì là đối thủ có một cái con PA Shadow Killer 3 sao rồi. Ngoài ra có cả Line Blade Line 3 sao nữa. Có tới tận 4 con 3 sao trong đội hình. Rất khỏe đấy. Để mà nói là đánh solo được với nó thì chắc là phải lết game. Ui, gặp luôn đấy hả? Gặp luôn để test luôn ạ. Thề. Máy bay kìa, nhìn máy bay bắn kìa. Bắn cũng đau ấy. Bom đặt được quả bom rồi. Ui dồi ôi, lổ phát là dọn hết cả bàn cờ luôn anh em ạ. Vãi đài, khỏe thật sự. Con bom thế thôi mà không có đồ mà cũng 10k đam anh em ạ. Máy bay 15k đam, bom 10k đam, cả hai tổng là 25k. Khỏe thật sự luôn anh em ơi. Máy bay là kẹp lùn đấy. Có lùn. Đây là còn chưa có Kira đâu. Tí có Kira nó còn khác biệt nữa cơ. Nhưng mà công nhận là cái quả bom nó đặt ra nó counter và assassin thật sự anh em nhỉ. Trừ bao máu luôn. Rồi cứ từ từ anh em ạ. Tinh hoa mất thì tôi cứ tích tiền một chút đã. Để cho nó tự ra một vài con nữa. Bây giờ ra 34 rồi. Một round nữa thôi là chúng ta đến cái rau quái rồi. Cố gắng kéo đến rau quái. Lấy cái món đồ Kira này. Cay nhỉ anh em nhỉ. Tôi là tôi vứt hết đồ rồi mà nó còn không ra đồ Kira. Quá cay luôn ấy. Thế nhưng mà không sao. Lần tiếp theo ấy, round 35 là chắc chắn là ra. Chắc chắn rồi, không còn cái gì để vứt đi nữa rồi. Sau cái round này tôi sẽ có đồ Kira. Và cái con máy bay của tôi nó sẽ là con máy bay mạnh nhất luôn. Chấp hết tất cả thể loại. Đưa mấy con Assassin Witcher sang đây luôn. Chấp luôn. Thằng này cũng máy bay này, máy bay 2. Máy bay 2 kẹp ở trong bộ Predator à? Khỏe phết nhỉ. Rồi lại ra bom này. Có lên nuôi con bom này lên 3 sao nhỉ. Về căn bản là cũng sợ tiền không có để mà nuôi. Rồi ra 35 rồi nha. Từ từ đã, để xem mà giết con quái này nó rơi ra cái gì dùng được không đã. Rồi mới đổi, không có đổi vội đâu. Có cái gì đâu mà phải vội vàng nhỉ. Cứ bình tĩnh. Rau này kiểu gì đồ tím cũng ra cái Kira rồi. Nên là những cái món đồ thừa tôi nghĩ là tôi sẽ rèn cái món đồ cam anh em ạ. Tôi nghĩ là như thế. Kiểu gì cũng có đồ Kira rồi. Rau này rơi ra dương tím. Nhưng mà cái dương tím ấy thì mở ra là sẽ có đồ Kira thôi. Ui giời, nay chắc được lên clip rồi à? Top 1 thì lên. Câu trả lời muôn thuở. Đây rồi anh em ơi. Ok. Rồi, bây giờ đổi đồ cam nhá. Tầm này chỉ đổi đồ cam thôi. Vứt một món nữa đi là được. Ok. Đổi luôn. Rồi, quá tuyệt vời, cướp điên anh em ạ. Cướp điên được. Đồ thừa tạm thời cho con này. Thực ra là mà bây giờ ấy, tôi vứt con mèo ra, tôi lém con Khan nữa vào thì bộ này khá là mạnh đấy. Nhưng mà tôi muốn là con máy bay lên 3 sao anh em ạ. Máy bay với Khan lên 3 sao cơ. Nên là tôi tha một tí anh em nhá. Assassin Witcher cáo 2 rồi. Cáo lăn kìa. Ơ à. Cáo lăn cái con Fallen Witcher nó hóa luôn ạ. Thể. Đùa. Để con Fallen Witcher 2 sao trong đội hình bóp luôn. Hay bạn ơi. Đang nói tôi phải không? Hay nói ai nhỉ? Ai top 1? Ai top 1 nhỉ? Chắc là tôi chứ còn ai nữa. Chứ còn ai vào đây nữa. Trận này top 1 rồi anh em ạ. Không thể trượt được đâu. Thực ra ra con máy bay 2 nó đã gọi là top 1 rồi. Có đồ Goblin là top 1 rồi. Đấy. Và bây giờ chả qua là đang muốn là lên 3 sao thôi. Anh em ạ.
lên 3 sao, sau đó là tôi vứt con mèo ra, tôi cho con khan vào, thậm chí là hai con khan 3 sao nhá, là vẫn lướt được luôn á. Sợ nó đi trước khi tôi làm cái điều đấy. Thế nào? Rồi, Shadow Killer chém ác phết đấy. Ấy à, chém đau, chém đau, chém đau. Chém đau, chém đau, chém đau, chém đau, chém đau. Ui rồi ôi, đau quá, đau quá. Anh em thấy chưa? Cũng không đau lắm đâu. Trời ơi. Vẫn chưa ra thêm con máy bay nào nhỉ? Luôn đi, không bỏ đứt hết đấy. Đây rồi, máy bay này. Bom lùi 3 sao luôn nhá. Kha này. Ui. Từ từ nhá, vẫn thiếu. Thiếu một con, thiếu một con, thiếu một con, thiếu một con, thiếu một con. Một con máy bay nữa thôi. Đây rồi. Ui bán con gì đi đây. Ui nhanh 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 nhanh. Nhanh nhanh. Ui tôi chết rồi, không kịp rồi. Ui thế có thua không nhở? Sao này thua rồi. À, bị đẩy bộ Goblin ra ngoài anh em ạ. Bị đẩy Goblin thế là thua cái thằng Witcher. À thằng Witcher đi rồi. Thằng Witcher gặp thằng 6 Glacier đi ạ. Thề. Chứng tỏ là 6 Glacier cũng cân được đấy. 6 Glacier nó có cái con Photon Teller là bắt bất tử anh em ạ. Rồi. Thế này đi. Đi ra. Xong rồi gì nữa. Thôi trò chơi kết thúc rồi. Round này cũng round cuối rồi anh em ạ. Hết tiền rồi. Đổi lốt món cuối này. Món cam cuối là xong này. Chưa không kịp. Cho cái gì ở đây. Ui không kịp anh em ạ. Chấp cái bố set luôn mà. Dã man. Máy bay chấp bố set luôn. Chấp một đồ cam luôn. Vẫn ăn được. Ăn được. 7 máu. Ui rồi anh em nhìn này. Trời ơi. Anh em thấy nó tối thượng chưa. Cái bài này chả là cái bài tối thượng. Chứ còn bài nào nữa anh em nhỉ. Bắn cái con Sagadiel Killer hai phát là bay màu. Dã man. Máy bay luốt được con khan cỡ 2k đam chứ mấy đâu. Bắn một phát 2k đam, hai phát là 4k đam rồi. Thứ nào nó chịu nổi nhiệt anh em. Đấy, Shadow Killer chỉ hai phát thôi mà. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái, một trong những siêu phẩm ở trong tuần này, Đại Chiến Thích Khách anh em nhá. Để xem là cái bộ Assassin nào sẽ là cái bộ mạnh nhất. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, lại một cái siêu phẩm khác nữa. Sao tuần này làm siêu phẩm vậy. Thôi không giới thiệu gì thêm nữa, anh em xem đi nhá. Tin tôi hay lắm. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.